Đó, đóng hàng. Đây, Vân cầm ngang quay lại. Lôi cần tầm thế. Quá wow, anh em. Ok, được. Ta này. Ừ nha, nó hộp xốp. Phí quên hộp xốp, ok, về. Thôi, đi về anh em nhá. Về thôi anh em nhá. Anh em bây giờ mới có 12 giờ 20 mấy phút thôi đã về nhà rồi. Đấy, thành quả đây anh em. Hôm nay mình đi câu thì hết mồi quá sớm nhá, tính ra xuống hồ chỉ được khoảng hơn 2 tiếng, khoảng 2 tiếng rưỡi thôi thì hết mồi thì mình về. Hôm nay trộn lại cái mồi từ hôm trước nên chia ra câu hai buổi, cái buổi hôm trước lại câu mất nửa già rồi, hôm nay là một câu hơi ít. Hôm nay mà ngồi đến chiều mới về thì chắc là phải kinh khủng rậm lắm anh em ạ. Số lượng thì mình không có đếm nhé. Video thì livestream có một số rồi, còn về sau nó bị kém pin. Nhờ cô em nó về lấy sạc thì mình cũng quay một số video thôi. Thì chút nữa thì mình sẽ làm nốt cái video đấy anh em. Đó, sản phẩm của hôm nay anh em nhé. Đấy anh em thấy lăng xê đóng chuẩn chưa? Lăng xê đóng chuẩn và mồi cũng rất là chuẩn. Anh em nào lấy lăng xê hiện tại vẫn còn rất nhiều đấy. Anh em nào lấy lăng xê thì có độ để lại số điện thoại cho mình. Lấy lăng xê mấy mồi anh em em mình thì chỉ bán mỗi lăng xê mấy mồi câu lăng xê thôi nhá. Còn các cái loại khác thì mình không bán. Nên là anh em thông cảm giúp nhá. Nhiều anh em hỏi cái nọ cái kia nhưng mà mình chỉ bán lăng xê mấy cả mồi câu lăng xê thôi. Còn thi thoảng cước mới cả lục liếc thứ ấy, đấy nó toàn là lấy hộ anh em thôi anh em nhé. Rồi ok, chào anh em, thì hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký đi, đăng ký khi mà và bật cái chuông lên thì khi mà mình livestream một cái video mới thì nó sẽ thông báo anh em là người xem đầu tiên. Rồi cảm ơn tất cả mọi người xem cái video đó. Thành quả hôm nay sau khoảng 2 tiếng rưỡi anh em nhé, thì giờ mình đi tắm rửa cơm nước đây. Rồi khoảng tắm rửa cơm nước làm thịt cá thì nghỉ ngơi một chút thì khoảng đến tầm chắc là tối nay là có video cho anh em xem rồi. Anh em có thể xem là cái video livestream cũng khá chi là hấp dẫn đấy, livestream hơn một tiếng đồng hồ đấy nhưng nó cũng khá chi là hấp dẫn. Rồi chào anh em, tạm biệt anh em, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.